nãy là chi tiền cho bà Đặng Cách Hương không? Bà Đặng Cách Hương biết bạn rồi. Bà nhà lập tập nhà ở phường Thượng Giao, thành phố Đồng Ngang, Bình Dương. Tôi đã từng đã bắt bà một lần rồi. Bà cũng lừa đảo, chi lừa đảo, bà không khóc hay bà già đò. Bà làm hai cái Facebook để bà già đò bán khóc trên mạng nhé. Dù thật chắc không có. Lock me all place. Sao qua Facebook. Em gửi mạng. Lock me. He went another place, rent house. Tell me that he lived that place. I know the place. Every place is here, I know the place. Rồi thì sao em là sao là cái tay mà? Em là lớn rồi, em chồng không? Bây giờ lý do thỉnh thiện sĩ Minh Hải mà đến nhờ. Mình nói rõ là luôn câu chuyện. Nói rõ là luôn chuyện. Em đặt bảo hiểm khách của em á, là có chị cũng có đưa đăng ký với là tác giả. Thì em có đưa cho bà chị gặp số tiền để mua số hàng đó. Là một lần là em đưa 10.000, một lần là em đưa 50.000 đô. Là 60.000. Là 60.000, với 250.000, 250.000, 250 triệu tiền Việt Nam. Là em đưa cho chị thì có ký hết tất cả giấy tờ ở đây. Là có ký nhận hả? Dạ có ký nhận luôn, có đầy đủ hết. Xong đến lúc đó là bà chị gọi điện đó, là khi nào công ty nó đi có hàng xuống. Thì có trên, chị nói là công ty nô, chủ công ty của chị ở Bình Dương á, là phải 500 tiền đủ thì Long My với tóc mới lên container. Thì đến lúc lên container xong xuôi rồi là có chụp hình quay phim cho chị, gửi cho chị mấy hàng đăng xuống cả các lái. Thì bây giờ là phải chuyển tiền đủ thì chị mới chưa phải chạy xuống Gò Vấp. Hay là chị chạy lên nhà chồng tiền bao mặt một lời luôn. Là cô nhà chồng luôn. Cô nhà chồng luôn thì đưa tiền đủ hết rồi. Chị nói là 2 ngày nữa chị viết giấy tờ. Ai có điện thoại á? Chị không ai á, chị đem ra đi, chị đem ra đem máy đi, đem máy xíu đem quay phim đem máy xíu đó. Ừ, nên là mọi người thông cảm dây lát để tại vì đồng chí Hải còn hai yêu là 2 ngày nữa là chị sẽ làm một cái tờ giấy xác nhận đăng công chứng là để cho mình đủ số tiền một container hàng tóc giả và Long My. Mà toán tới 2 ngày đó là chị chặn hết tất cả Facebook, Zalo, WhatsApp, nói chung ra là số 4 số điện thoại là chị chặn hết luôn. Với 4 cái Facebook của chị cũng chẳng hết luôn. Rồi chị cho em hỏi này, tại sao mà chị lại làm ăn với người ta lâu chưa? Cái này sister know him không mất một. You woman I know him for long, I do business quen rất là lâu rồi, làm ăn mấy lần trước á, có đưa tiền đầy đủ. Là trước trước đây đã từng làm ăn với nhau rồi, thành công rồi đúng không? Đã từng có làm ăn 2-3 vụ, 1-3 triệu có rồi. Nhưng mà làm ăn ít đúng không? Ít rồi, số lẻ 2-3 triệu rồi. Là thành công đúng không? Dạ, thành công. Con đợt này là nhiều. Dạ, đợt sau này là... 60.000, 60.000 là tương đương với khoảng 1 tỷ rưỡi rồi. Tỷ 3 thì 1 tỷ rưỡi rồi. 250 triệu Việt Nam nữa. Nói chung là trên dưới hơn 1 tỷ, tầm hơn 1 tỷ tiền Việt Nam mình tất cả đúng không? Nhưng mà cái cuộc giao dịch này là lẽ ra là đến ngày nào là mình nhận hàng? Trong này có tờ giấy hết trong này nè. Nhận ngày bao nhiêu, nhận hàng ngày bao nhiêu? Trong qua đơn này làm được, qua đơn bên lẻ là nó có nhận 900 triệu đồng Việt Nam, có giấy được nhận không? Nó là con là Thạch Thiên Hương, có biết nhỏ này rồi. Được gì ở đâu? Nó lười lắm rồi. Nhưng mà đến giờ phút này là mình đến giờ phút này là người ta không giao hàng hay là người ta bỏ trốn? Không giao hàng luôn. Bỏ trốn luôn. Dạ, từ ngày mà hẹn em là 4 giờ chiều chồng hàng đó là trốn luôn. Tới giờ luôn. 4 giờ chiều ngày mấy chị? Ngày trong ngày nào? Rồi. Có ghi nè, ngày 7/4/2020 mấy năm rồi sao giờ mới báo đây? Sao giờ mới báo? Tại vì em đi Thái mới giờ. Đi Thái Lan hả? Dạ, em ở Thái Lan, chỉ có em mới dẫn chị đi thôi. Đến giờ phút này liệu người ta còn ở địa phương không hay người ta đi rồi? Dạ, bây giờ em cũng không có biết là người ta còn ở đây hay bây giờ còn nhớ cậu không? Có không? Nhớ rồi, tí anh em đi giúp. Dạ, cắm sóng luôn. Trường hợp này mình đã trình báo công an chưa? Dạ, em có trình báo công an, có giấy lên công an rồi, nhưng mà công an ta cũng nói hẹn chờ. Công an ở đâu? Tôi địa chỉ nào? Công an đây.
báo công an rồi. Thông cáo được không ngại gì? This one I went to court. Cái này tố cáo. Luật sư lại đi không? Hả? Kêu luật sư lại đâu? Ờ, kêu lại xem sao. Kêu lại. Bây giờ kêu luật sư lại đây mình mới đi được. Ừ. Đi là cấp sống được. Nó hồi chưa nó có nhà. Nhỏ này chưa nó có nhà. Và thậm chí giờ nó lấy nhiều tiền nó đi nó xài hết rồi, mấy năm nay sợ xài hết rồi. Em cũng biết nữa mà mấy lần chị cũng có gọi em. Mà sao những lần trước giao dịch ít mà mình không giao dịch ít mà mình lại giao được nhiều vậy? Tại vì đợt sau này là cái hàng bển yêu cầu một cái số lượng lớn. Ồ. Cho nên nó hỏi là chị cũng nghĩ là làm ăn mấy đợt trước rồi thì thôi bây giờ đằng nào cũng đưa tiền. Hai đây là mấy tỷ? Dạ hết tỷ mấy á. Chắc tỷ rưỡi, hơn tỷ rưỡi đó. Hai trăm mấy tiền mặt rồi mới 600.000 đô. Alo, bây giờ lại làm vụ này mà 1 tỷ rưỡi. Lại ra 2, 6, 12, 5, 6, 30 đã tỷ rưỡi rồi. Tỷ rưỡi lại gần 8. Gần 8, 7 mấy. Người đi đi à, đi 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 à. Gần 1 tỷ 8. Giấy nhận đàng hoàng, giấy tờ đàng hoàng. Gần 1 tỷ 8. Ờ, rồi bây giờ sẽ giúp cho gia đình. Ở đây là giúp miễn phí. Ở đây hiệp sĩ Nguyễn Hải là giúp miễn phí, không tiền là khách. Tại vì ở đây là anh em là ai lại cũng giúp mà không bỏ một ai hết. Không, không, vậy là mình đi mấy người? Đây là mình đang đi mấy người? Đây là những ai? Cái anh đằng sau. Dạ, đây là chồng. Đây là chồng của em, à. Còn đây là chị chồng của em. À. Chị chồng em tên gì? Chị chồng của em là Mickey. Là năm nay chị nhiêu tuổi rồi? 36 tuổi. 36 tuổi. Mà sao còn thấy trẻ gì vậy? Vô tử từ 20 vậy? Đây là anh Kim A. Là chồng chị ha? Dạ. Là mùa anh. 30 tuổi. Còn em là 75 trẻ vừa, 7 con ai nó cũng 7 đâu. Từ nó chừng 30 rồi. 40. Ai cũng trẻ hết. Vâng. Nó bây giờ chị đó em con đi nhiêu tuổi rồi? Anh Hải chắc cũng 4 mấy ạ? 41. Con heo 41. Không, 41 à? Con heo. 4 năm là đoán là cao rồi. À, thế mà không tới sớm. Em sớm hết bắt được rồi. Em không có về sớm. Vâng. Em ở Thái Lan, mà ở thành phố nào, ở thủ đô nào? Dạ, Bằng Cốc luôn. Bằng Cốc ở Bằng Cốc kẹt xe dữ lắm. Vậy là về đây sớm thì bây giờ mình có cơ hội lấy tiền nhiều hơn. Bây giờ sợ về nó xài. Mới xài hết rồi. Sợ xài. Cái nhà lập sập biết đâu biết kìa bọn đâu nữa. Bây giờ em cũng nói có mình lấy được cái gì thì mình lấy, còn mình lấy không được. Nhưng mà nếu mà người ta trả hết tiền là người ta hứa người ta xin mình có thao. Ở đây đây coi. Mình có thao. Ba họ tên đầy đủ. Phải thì phải dân rồi phải này phải phải công an đâu. Biết hiểu em. Nhưng mà ba họ tên là gì? Ba họ tên là gì? Em không có biết phần trong này có tờ giấy hay tờ. Vậy là trước đây mình quen nhau là quen trên mạng hay sao? Ba chị không ba xuống chứ là bác ba quen với mình chị. À. Xong rồi mới quen nhau? Dạ. Ồ. Ngồi quán cà phê á. À, quen nhau. Nói chứ không phải quen trên mạng đúng không? Nó kỹ giả, nó giả. Nhưng mà mình kể mình giao dịch từ từ thôi chứ làm ăn thì nhiều khi là người ta thấy số tiền nhiều, người ta ham. Bây giờ bà làm nhiều cái bút giả lắm. Bây giờ bà làm cho sâu này, người này kia mua này kia đi. Bây giờ bà mua lấy là bà biết là bà lừa nhiều lắm rồi. Bà lừa. Là... Hồi đó bà làm lừa ốc giả. Bà đã phun một cái giả gì bà đưa này kia mua được kia cái bà người kia bị 97 mấy trăm triệu vừa bị rồi nó làm thuốc cho lâu nhiều cách lắm, nó làm biết nó lừa đảo mà cái lừa đảo sự nghiệp mà mấy năm trời cả chục năm rồi, bắt cả chục năm rồi. Cái này cả chục năm rồi, nó lừa nhiều lắm. Bây giờ nếu mà người ta không có tiền thì làm sao? Chứ cái này sợ không có tiền đâu. Bây giờ mà nếu như tỷ 8 mà không, người ta không có tiền thì người ta phải chịu pháp luật thôi. Chứ còn tình trạng này mà cứ để cho cái xã hội đến nỗi rồi. Vậy từ ngày đó đến giờ phút này là mình không liên hệ được luôn hả? Không được luôn, chậm hết. Sao mình không tìm đến nhà? Có, bây giờ là lần đầu tiên em đi lên nhà bán luôn mà. À, là bây giờ luôn hả? Thì em nói là từ cái ngày xảy ra cái vụ việc là người ta trốn đến giờ phút này là mình mới lên ha. Bây giờ em nói là tự nhiên ông bà xuống chiếc sau á, em kể tới anh Hải. Em nói là chỉ có anh Hải mới tố được thôi, ngoài ra bây giờ đi tới công an, người ta chùi công an, ta quen công an rồi cũng xong à. Rồi, được rồi, cái đây này là anh em mà tính nhá, anh em sẽ có cách để làm việc. Hy vọng là người ta còn tài sản, dạ, người ta trả mình nhiêu trả. Vậy. Okay. Nhiều ít gì thì cũng phải trả lại cho người đúng ta rồi. Cái chuyện là bà làm sai là bà cũng chịu. Đâu phải chuyện gì rồi. Nếu bây giờ người ta trả mình nhưng người ta hứa là để người ta khắc phục trả dần dần thì mình có thưa công an không? Không, để coi cái thái độ của anh. À, thái độ quan trọng là thái độ đúng không?
hợp tác hay không? Dạ đúng rồi, cái mình coi cái cử chỉ của con người, chứ mình cũng không ép người ta vào con đường tù, tự mình cũng chắc gì mình đã tồn tại đến ngày đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà mình phải coi cái con người ta đạo đức đến đâu, đúng rồi. Rồi mình mới dạy dỗ người ta, cho còn cái thằng cái này mình không thích người ta phải dùng những cái này mà được biểu pháp như vậy hoài. Là lúc ấy mình giao tiền cho mình quay phim là cái gì ngon rồi. Bởi vậy bà chị bán. Mình giao số tiền nhiều mình phải quay phim. Không đi với người Việt Nam. Thấy không hỏi. Có một cái anh Việt Nam. Việt Nam ông chị gửi chưa? Có anh Việt Nam nữa mà bà đã bắt cho anh Việt Nam 10 triệu. Ôi giời. Rồi anh Việt Nam thì bỏ bà giữa đường luôn. Thì cục vậy. Giám sát tới cùng. Chị này thì chị không có rành gì ở Việt Nam mà. Ơi, Việt Nam là đây thấy không? Ê khổ. Thì không có dành gì Việt Nam mình may mà đợt này anh về. Ê, mày làm ở mình nhìn ta dùm anh đi. Đợt này là em về, em mới lên chị tới anh Hải, chỉ có anh Hải mới giúp được dân thôi, chứ còn ngoài ra em cũng không biết làm sao để mà kêu cứu được này. Rồi anh em sẽ cố gắng giúp nhé. Rồi chị mình sẽ nhờ với anh em mà xem trò bên anh luật sư anh về đây anh tư vấn xem là về pháp lý. Trả lời liền, trả lời liền, có nói luôn. Bây giờ nói chung cái này là yếu có nước ngoài, hiểu không? Cái này yếu có nước ngoài bây giờ nếu mà lại đây nhờ tôi thì bây giờ tôi chỉ cho luật sư này cũng đàng hoàng. Bây giờ nhờ người ta bây giờ cái này phải là luật sư rồi. Nhờ phải gì phải nước ngoài, bây giờ người ở Thái Lan, người bây giờ chị này đang ở đâu? Nhà ở Gò Vấp, ở công ty em luôn. Công ty Gò Vấp vợ rồi. Thì để nên làm việc cái này cũng lằng nhằng đó chứ không có nhanh đâu. Cái này cũng lâu quá, không ấy. Tại cái này nói về cái gì không nói ra được luôn. Để nói sơ đi, nhỏ chị nghe thôi. Chứ cái này rồi. Anh em chị này rồi. Rồi nhưng cái này quan trọng cái này tìm. Dạ, chú để anh em tìm cho anh em tính phương hướng vừa lên mình phải lên. Thấy không? Lên đi gặp nó. Không chắc chắn là gặp được à. Hình ảnh mình có không? Có hình không? Không hình đâu. Thế nào? Bà này xem là tay to mặt lớn không? Không, mặt lớn nhỏ. Cu đư mà. Bà này ốm nhắc à? Ừ, chứ bà này mặt cu đư, biết đồ bà này đồ ốm nhắc. Mà sao cái tướng này mà sao lại giao cho tiền nhà rách vách đất này mà sao giao lắm tiền thế không? Đi giao tận nhà luôn. Nè, em ghi địa chỉ ra đi, cái địa chỉ có nè. Cái nhà... Địa chỉ là có rồi sao mà nó ghi vô để biết, bấm ra được. Nhìn nhà người ta có gì đâu mà giao số tiền nhiều dữ vậy? Cái giấy công an đâu? Mà cái giấy nãy đâu? Rồi, ghi địa chỉ ra. Không phải. Cầm bên. Cái bà này biết tôi, bà có lường rồi, lâu năm rồi, lâu năm rồi, lâu rồi cho đi xa luôn. Tới đây này, này đi chỉ quá nè, Thạch Thiên Hương nè, là Thạch Thiên Hương. This one, Thạch Thiên Hương. Cái gì? Cái top name, Thạch Thiên Hương. Cái top à, cái top à? Không biết top luôn à? Biết nè em. Mọi người lắm. Cái hộ của bà không? Đi bán cây. Gọi sang nào, sang sao? Tôi đi là bà không nghe máy. Chẳng luôn rồi. Chẳng. Không chặn tiền mấy chứ. Bây giờ là bây giờ không có được. À không bỏ số luôn hả? Chắc là cái này em lấy số em à thì cũng được. Chứ mà nó được. Rồi phải tìm bằng được bà này thôi. 31 mấy đi. 38 vâng. 31 vậy. Có mấy số hả? Không hết bên năm rồi. Only this one have to be many number in block. Block me. Có Zalo qua đây luôn. Zalo đó. Zalo số đó được hả? Dạ Zalo. Bây giờ em không biết ba có đổi hay không mà sao không? Đó là lấy bà lừa đảo chuyên nghiệp mà. Bà lừa đảo chuyên nghiệp rồi. Lúc mà mình lại là bà ấy. Ê, vụ này căng nha. Rồi vì có số hộ bà mà xúc cái máy kia rồi. Bà có cái Facebook luôn, Facebook bà tên gì à? Facebook bà tên gì? Có Zalo đây nè, còn Facebook, YouTube, Facebook thì. Có số không? Có mấy số nè. Rồi cứ từ từ mình tính cái này nó cũng đi đúng hướng thì nó cũng dễ thôi, không khó. Tiền giao tiền trong túi mình rồi, còn đâu của mình giao cho người ta. Dặn tiền 50.000 đô ngoài một cái xong xưa rồi là nói để quay lại hàng xuống đảo, chở đang đâm theo xe hàng xuống đảo, chơi gấp cộng thôi coi tài xế nó không chờ. Xong rồi bắt đầu là từ ngày đó tới giờ là trần số luôn á. Mất tình rồi. Dạ, trần số luôn. Người ta tưởng người ta ăn được rồi á, từ ngày đó là phút này người ta tưởng ăn xong rồi, ăn nó nuốt trôi rồi. Giờ đó, xong rồi cũng quay đi tới chỗ nào container đó, mới quay lên cho bên chị là nói em hàng bán đi, cho nên chị đang theo xe xuống hàng cho em. Quay thì nhiều tỉnh thành thùng container chất đầy một đống. Đó nên mọi người là Vân chia sẻ những cái gì mua đồ đầu mà mua thấy hàng giao mình mới đưa tiền hết.
nên chưa hết được thì giờ giữ cái đặc công, giữ được một tí mấy lần, nên mọi người thấy coi nhà cửa lụp xụp mà làm cái gì khóc trong cái coi. Ở trong cái giấy đây là 4-5 triệu, 5 triệu, còn mà cái tiền đưa ở ngoài đó là 50.000 đô phó, đó anh em sẽ giúp, phải giúp hết mình, nhiều người dân thân yêu. Đó, cái này có nước ngoài chưa? Nói chung là bây giờ mọi người hãy chia sẻ những cái người mà bị lừa mua bán gì trên mạng ha. Một mình cái bà Thi Hương thì bà làm nhiều cái Facebook ha. Nên mọi người hãy chia sẻ cái bà này, bà lừa chuyên nghiệp rồi, bà lừa cách đây cả chục năm, tôi đã bắt ba một lần rồi. Đó, nên mọi người cũng quan tâm mà mua cái gì mà không có mua trên mạng. Trên mạng mà mua mà đặt cọc là tiền mất tật mang, mình đến nơi mình mua ha, chứ không mà cỡ địa chỉ kỳ chỉ là mất tiền luôn, gì mà không phải tốn cá lắm rồi. Đó, nên bây giờ anh em sẽ tìm á thì bà Hương này để bắt bằng được. Rồi mọi người hãy chia sẻ giúp giùm những hoàn cảnh này, cảm ơn. Để yêu cầu